trở thành nghiên cứu cây Cabernet và nghiên cứu côn trùng Cabernet. Bên này có này. Tại ở bên này hình như có con kiến nó đang ở trên này này. Đâu? Nhảy quá tổ kiến. Mang nó xuống để cho vào tổ kiến. Lại để đây. Đây, con sẽ cho bố xem. Một con kiến. Không phải một con kiến mà là một cái lá. Mà ấy rất là phê. Lá to đúng không? Ừ, lá to. Mày ra nhỉ? Ừ, đi nhỉ. Nào con kiến kia. Cái này để cho anh phê đấy. Đây này, nó đầy hạt luôn. Thấy chưa? Nó rất là nhiều hạt. Cái này cũng rất là nhiều hạt. Ê, tớ vừa lấy cái này ra.